có một số cái loại phân loại da đầu. Trong thực tế thì có nhiều cái cũng về cái phân loại da thì da cơ thể, da mặt này, da đầu nói chung, nó được gọi chung là da là đúng không? Và người ta có rất là nhiều cái hệ phân loại da. Có những cái hệ phân loại da mà người ta chia ra đến 16 cái loại loại da lận. Nhưng mà mình để đơn giản hơn á thì mình sẽ bóc tách ra những cái phân loại da nào thường gặp nhất mà thôi. Thì ở đây các anh chị và các bạn có thể thấy là có da dầu. Da dầu là da dễ nhận biết nhất. Khi mà tóc của cái người đó, một cái người nào đó đứng gần mình mà mình thấy ánh nắng từ xa chiếu vào mình nó óng ánh lên, nó nhìn nó bóng bẩy ha, thì mình có thể nhận định ở đây là một cái người có thể là da dầu, hoặc là người ta đang đang sử dụng một cái loại keo nào đó để giúp bóng tóc. Nhưng mà phần nào thì mình có thể nhận định được cái người này là thuộc cái da dầu rồi. Rồi da khô thì những cái người này á họ rất là dễ bị những xuất hiện những cái vẩy trắng li ti á, vì họ thường ngứa. Ngứa thì họ sẽ gãi, mà gãi thì sẽ rớt những cái gào nhỏ nhỏ đó, mình có thể gọi là vẩy hoặc là gào nhỏ nhỏ đó. Rồi hoặc là những cái người mà có làn da hỗn hợp, là có cả những cái vùng mà khô, những cái vùng dầu, rồi những cái người mà da nhạy cảm giống như là da mặt gì đó, cho nên rất là dễ bị kích ứng với nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Rồi những cái người lớn tuổi hơn thì mình nhận thấy là họ da của họ lão hóa rồi, bắt đầu có những cái vị trí mà nó xuất hiện cái chân tóc bạc lấm tấm rồi. Và một phần nữa mà mình có thể thấy trong thực tế rất là nhiều là những cái vấn đề về bệnh lý ở trên da đầu. Thì cái này nó chuyên sâu hơn thì mình sẽ có thể là gặp nhau lại trong những cái zoom tiếp theo ha. Rồi từ cái nền da đầu đó thì mình thấy biểu hiện ra cái mái tóc, biểu hiện ra cái mái tóc bên ngoài thông qua những cái biểu hiện thường gặp như sau. Có những người là tóc họ rất là khỏe, thì những người này chắc chắn da đầu họ khỏe, chắc chắn da đầu của họ là không quá dầu, không quá khô, hoặc là không có vấn đề bệnh lý. Thì các anh chị có thể là nhìn thấy những cái người mà có cái mái tóc đẹp bẩm sinh đó, là rất là bắt mắt đúng không, nhìn mình rất là ước ao. Rồi ngược lại, những cái người mà có những cái vấn đề về tóc, về da nhạy cảm á, thì thường có một cái mái tóc thô sơ biểu hiện ra bên ngoài, thậm chí là nó hơi bị rối, vì là nó không còn nếp á, cho nên là nó rối, và cái lực tĩnh điện của tóc cộng với khói bụi cộng với những cái tác nhân khác ngoài môi trường á, khiến cho tóc của những người này có cảm giác lúc nào họ cũng rối tung lên, cảm giác như vậy, rồi rất là dễ gãy rụng. Bên cạnh đó thì những cái vấn đề về bệnh lý các anh chị có thể thấy cũng có thể là xuất hiện biểu hiện qua mái tóc bằng cái việc là họ bị rụng tóc nè, rồi họ bị gầu nè, họ bị hói ở nam giới, và những cái vấn đề về nấm, về viêm khác nữa đó. Thì các anh chị khi mà các anh chị nắm được, nhìn một người mà biết được họ có da đầu gì, có mái tóc gì, tóc như thế nào, là các anh chị đã phần nào có thể là tư vấn được chính xác cái sản phẩm mà mình sẽ tiếp cận họ như thế nào rồi đó. Rồi tiếp theo là khi mình nắm được cái tình trạng da đầu với tình trạng tóc thì mình sẽ tư vấn tiếp tới cái giải pháp. Thì một trong những cái giải pháp quan trọng nhất trong chăm sóc tóc á, là cái bộ sản phẩm dùng ngoài, và nếu mà cần thiết là phải can thiệp thêm đường uống. Thì mình nói hôm nay là mình nói về chủ đề chăm sóc tóc hàng ngày, cho nên mình sẽ nhấn mạnh về cái quy trình chăm sóc tóc bằng những cái sản phẩm chăm sóc tóc hàng ngày. Các anh chị có thể thấy là tương tự giống như là mình skin care đúng không, mình chăm sóc da mặt, thì cái quy trình chăm sóc tóc hàng ngày nó cũng tương tự như vậy. Nó có tẩy tế bào chết định kỳ 2 đến 3 lần một tuần, có gội đầu tùy theo tình trạng da đầu mà mình có thể có tần suất gội đầu xả tóc khác nhau một xíu. Rồi mình dưỡng tóc, sau khi mà mình đã gội đã xả xong thì mình phải dưỡng để cung cấp cái dưỡng chất nuôi dưỡng cái mái tóc khỏe đẹp hơn. Và một bước mà rất là quan trọng nhưng mà thường là bị cái mọi người bỏ quên đó, đó là bảo vệ tóc. Khi đi ra ngoài dưới tác động của ánh nắng mặt trời, dưới tác động của khói bụi, của bụi mịn ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội rất là cái nồng độ bụi mịn rất là cao đúng không, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến cái mái tóc, cho nên là chúng ta cần phải bảo vệ. Nhưng mà mình hay quên những cái vấn đề này lắm các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ lưu ý một số cái vấn đề về chăm sóc tóc.
mà các anh chị có thể là hỏi những cái khách hàng của mình họ có mắc phải những cái vấn đề do cái không có sự hiểu biết nhất định về những cái vấn đề mà chăm sóc tóc này hay không. Ví dụ như là họ sấy tóc với cái nhiệt độ quá cao, công sức quá mạnh ngay từ khi mà tóc còn ướt chẳng hạn, rồi dùng lược chải tóc rất là lược rất là thích để chải tóc chứ không phải là dùng lược thưa. Mà đáng lẽ là khi mà sau khi chải tóc xong, sau khi mà gội đầu xong á, thì một thời gian ổn rồi ráo tóc thì lúc đó mình mới dùng cái lược thưa mình chải thì nó sẽ ổn định cái tóc lúc đó tốt hơn. Rồi thời điểm chải tóc cũng như vậy, có nghĩa là sau khi mà mình gội mình dưỡng tóc xong á thì tóc mình rất là yếu, không đừng có vội mà mình chải đầu ngay lập tức thì có thể là làm tóc dễ gãy rụng hơn. Ngoài ra cái việc là hóa chất nó tác động đến da đầu đến tóc như thế nào thì tất cả mọi người cũng đã biết rồi đấy. Duyên chỉ nhắc qua để mọi người một lần nữa là có một cái checklist về cái việc tiếp cận một cái khách hàng, một cái mặt có một cần tư vấn về tóc như thế nào thôi. Các anh chị có thể làm như